vangoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy truy cập ngay vangoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị một số đồ để đi học nha em nhé. Thì tiện thì mình cũng chuẩn bị ở trong game luôn. Ok, rồi thì hiện tại thì ngọc mình còn 900 ngọc. Rồi thì có rất nhiều bạn bảo là anh ơi sao anh không mua capsule kỳ bí? À nhầm, capsule đặc biệt đúng rồi. Sao anh không mua capsule đặc biệt? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị để mình đi học cho nhanh tiện, cũng như là một cái loại phương tiện để cho mình đi đỡ tốn. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ bấm nạp nha em nhé. Ok, thì hiện tại mình đã nạp xong rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Hiện tại thì mình đã có 8.000 ngọc rồi nha em nhé. Và trong video này mình sẽ mua capsule bay, capsule đặc biệt. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy qua để mình mua capsule đặc biệt anh em ơi. Rồi. Thì trong video ngày hôm qua thì mình có show mặt để cho anh em xem. Thì nói chung là gạch đá cũng khá là nhiều. Tại vì thực ra mà nói thì mình bảo không đẹp trai rồi, mình đã bảo từ trước rồi, nhưng các bạn muốn xem thì mình mò show cho anh em xem vậy thôi. Nhưng mà nhiều bạn thì nói chung là thôi mình không muốn nói nữa. Ok, mình sẽ mua capsule đặc biệt. Ok, thì vừa nãy các bạn tưởng là mình hack, nhưng mà thực ra không phải là mình hack nhá. Mình nạp ở trên trên trang chủ Ngọc Dòng ấy, mình bấm vào phần thẻ nạp VTC nhé các bạn nhá. Đấy thì nạp ở cái đấy thì nói chung là nạp nó nhanh. Đấy, mình mua thẻ VTC đang khuyến mại X3 cho nên nạp cũng khá nhiều. Ok, rồi thì chúng ta sẽ mua capsule đặc biệt. Ok, hiện tại thì mình đã có viên capsule đặc biệt rồi. Bây giờ chúng ta có thể đi vứt những cái viên này ra để cho những cái bạn mới chơi có thể nhặt. Ok, bây giờ mình sẽ vứt ra nhá. Mình sẽ qua một khu nào đông đông một tí, vứt cho nó đã anh em ạ. Đấy, khu nhiều. Đấy, đây, hai bạn này thì mình nghĩ là chắc chắc cần đấy. Ok, nhặt đây bạn ơi. Hình như không nhặt sao? À đây đây đây, nhặt nhặt. Ý, thanh niên kia đang chạy 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 đi xong lại vòng lại chứ. Thấy thấy ô phê quá, thế là chạy đi xong nhặt lại. Ôi đang quấy khai kìa anh em ơi, đang quấy khai kìa. Wow, phê ghê nhở, đang quấy khai nữa chứ. Đấy thì với số ngọc này thì mình sẽ đem đi úp với lại làm một số chuyện nữa. Ok, à mà bạn nào có vàng muốn thanh lý với mình thì liên hệ qua mình nhá. Ok, đó bây giờ mình đã có viên capsule đặc biệt rồi. Đấy thì nói chung là mình quay video này để gọi là thông báo cho anh em là hiện tại em Spy Z3 đã có viên capsule đặc biệt và để cho các bạn đỡ nhắng mình mua. Ok. Đấy. Không, các bạn này bảo là thằng Bi Minh này nó gà quá. Đến viên capsule đặc biệt nó cũng mua được. À ừ, thì sau cái video này mình nghĩ là các bạn lại bảo là mình mua cải trang. Thì mình nghĩ là hiện tại cải trang mình không cần anh em ạ. Đấy, mình chưa cần thiết dùng cải trang tại vì dùng cải trang mình chưa thấy nó cần thiết cho lắm. Đấy. Đó. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ bay bay đi bay lại cho gọi là có không khí để test xe mới nhá. Đó. À ừ nhờ. Thấy một số bạn bảo là mình chưa có viên tennis thì ok, bây giờ mình sẽ mua lấy một cái viên tennis nhá. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là qua trạm tàu vũ trụ. Đâu rồi? Đây, trạm tàu vũ trụ để mình có thể mua lấy cái đấy cho nó bay cho nó đẹp. Đó, rất là cần thiết cho mình. Đâu rồi? Đây. Quả cầu tennis 50 ngọc. Ok. Hiện tại thì mình đã có rồi. Chất lừ luôn. Ok. Wow. Ngon. Thì thôi, ở trong video này mình muốn báo cho anh em vậy thôi. Thì thôi chắc mình tạm dừng đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy video hay đừng quên like and subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Ok, bye.